Huyện Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021. Trong 5 năm qua, các cấp hội người cao tuổi huyện Vĩnh Thạnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình phong trào thi đua do Trung ương hội và địa phương phát động, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, hội đã phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện được 6.292 cuộc, có 36.788 lượt người dự, xây dựng 10 mô hình đảm bảo an ninh trật tự như mô hình camera phòng chống tội phạm, cổng trào an ninh trật tự, mô hình 3040, dần dần. Trong 5 năm, hội người cao tuổi đi vận động xây cất 37 căn nhà tình thương, sửa chữa 26 căn, nâng cấp sửa chữa 56.380 mét đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 16 cây cầu, vận động nhân dân và hội viên hiến trên 7.700 mét vuông đất, trồng 24.500 cây xanh các loại,